Đây là chính nhất đơn. Đây là cái quá trình lập trình nhất đơn của em ạ. Quá trình gặp. Thôi rồi, cảm ơn điều kiện lúc bấy. Về có cuộc sống. Rồi, rồi, cứ bấm. Tiếp theo thì bọn em đến cái phần điều khiển nút bấm. Từ đó check check cái kiểm tra cắm cáp này, bạn cắm cáp này vẫn đây thôi. Check cái xem nó có lấy cái sợ mạch nạp không ổn. Làm vẻ lâu quá nhỉ? Vâng, tại cái tên là viên cái chương trình dư nào viên đi viên đi đây bạn sẽ kết nối và điều khiển nút bấm cho led đơn. Cầm mũi mà nó bấm lên rồi cái gì cái cao chú cắm vậy chân bốn là phải lấy ở tưởng chân bốn mô hình là chị quận như kia xuống rút ngoài kia này chân bốn là mày của thầy này mày của thầy mày của như thế đằng quậy lấy cái chơi chân bốn cắm cho dễ lấy đi tay xuống cáp bốn lấy rút được cáp bốn cầm cầm cả cái ở dưới lên để rút cho nó tụt dây đúng không phương pháp hành trình. Còn mô hình thì thường người ta phải vẽ một cái dạng khối. Thường vẽ ra một cái dạng khối. Đấy thì nó sẽ có các bước. Từng bước một là gì, bước hai là gì, bước ba là gì. Mô hình. Nhưng mà không, nếu mà nói mô hình lập trình ấy, thì người ta thường là thứ nhất vẽ ra các bước và thứ hai là trình tự của các bước đấy là làm như thế nào đấy, chứ không phải là có lệnh gì lên được xuống đấy, cái đấy chỉ là lệnh thôi. Đây là quá trình em điều khiển bấm ạ. Bấm thì nó có ra cái gì đâu. Có cáp chỉ lệnh cáp cái cáp nó chỉ chủ yếu là cái chân cắm mình chắc là cắm nhầm chân rồi không phải tại cái cáp lỏng cáp chân vuông cái răng thì lại răng tròn không thể đây bên điều khiển hai nút ạ. Thì lý do là tại vì nó chạy nhảy vì cái mình cái bài test như là bọn em lập trình một cách ngẫu nhiên cho một cái mạng nét khá nhỏ ngẫu nhiên đấy tức là không hẳn là như vậy thì
thì đó là tất cả cái